này thiện hiện vì địa giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì vô minh chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì pháp không nội chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì chân như chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì bốn tịnh lự chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì tám giải thoát chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì bốn niệm trụ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn. này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn. vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn.